Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục sụp sôi với loạt diễn biến nóng Không quân Hoàng gia Anh lần đầu tiên triển khai F-35B để săn đề Nga Moscow úp mở về kẻ giật dây Ukraine tấn công sang Nga Nga đầu hàng, Ukraine bao vây hoàn toàn Shusha thuộc lãnh thổ của Kursk Xe tăng, binh lính Belarus rầm rộ tiến về biên giới với Ukraine. Kiev có mở thêm mặt trận. Gió đổi chiều ở mặt trận Poprovsky, Nga bắt đầu cảm thấy hậu quả khi lực lượng tốt nhất đã bị luân chuyển về lãnh thổ. Quân đội Ukraine sắp được tăng cường hàng chục xe tăng M1A1 Abrams từ Australia. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Vâng kính thưa quý vị, Nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ trước các mối đe dọa từ Nga, Bộ Quốc phòng Anh đã lần đầu tiên điều động máy bay chiến đấu F-35B tham gia vào nhiệm vụ tuần tra quan trọng của NATO ở Iceland. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh, bốn chiếc máy bay chiến đấu F-35B cùng phi hành đoàn từ phi đội 617 Dam Buster của Không quân Hoàng gia Anh RAF đã được triển khai từ căn cứ Marham đến căn cứ không quân Keflavik tại Iceland. Việc này đánh dấu sự mở rộng đáng kể trong chiến lược phòng thủ của Liên Minh, trước khi bắt đầu nhiệm vụ tuần tra, các bay và phi hành đoàn sẽ hoàn tất các bước chuẩn bị trong khoảng thời gian 2 tuần. Đợt triển khai này sẽ diễn ra sau một nhiệm vụ tuần tra thành công của ARF ở Romania, nơi 60 bay Eurofighter Typhoon và hơn 200 nhân viên quân sự đã được triển khai để bảo vệ biên giới phía đông của NATO. Lần này, các máy bay F-35B sẽ thay thế Typhoon để bảo vệ không phận Iceland, khu vực quan trọng trong chiến lược phòng thủ của NATO, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa NATO và Nga. Kể từ năm 2019, khi bốn máy bay Typhoon thực hiện 5 39 chuyến bay huấn luyện và hơn 180 lần đánh chặn thực hành. Các máy bay phản lực của Anh chưa tham gia vào hoạt động nào tương tự tại Iceland. Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh rằng F-35B được duy trì ở trạng thái sẵn sàng cao, sẵn sàng hỗ trợ mạnh mẽ các hoạt động của phương quốc Anh và NATO trên toàn cầu, cả ở trên bộ lẫn trên biển. Trước đây chỉ có ý triển khai F-35B cho nhiệm vụ ở Iceland. Quân đội Anh đặc biệt sử dụng phiên bản F-35B, một loại máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng được thiết kế cho các hoạt động từ các căn cứ sân bay ngắn và tàu có khả năng bay Đợt triển khai này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa NATO và Nga, với nhiều vụ máy bay NATO chặn máy bay chiến đấu của Nga trong hai năm qua. Iceland với vị trí chiến lược tại Bắc Đại Tây Dương trở thành một điểm trọng yếu trong hệ thống phòng thủ của NATO. Từ khi không quân Mỹ rút các máy bay F-15 khỏi Keflavik vào năm 2006, Iceland đã trở thành mục tiêu chính của các cuộc xâm nhập không phận từ máy bay quân sự Nga. Việc chọn F-35B thay vì Typhoon không chỉ thể hiện tính linh hoạt, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của máy bay chiến đấu tàng hình này trong chiến lược phòng thủ của NATO. F-35B đã thể hiện vai trò quan trọng trong các hoạt động tuần tra và yểm trợ không kích của NATO, đặc biệt là trong các sứ mệnh như tuần tra bầu trời phía Nam, Southern Air Policing ở Biển Đen, F-35B, một biến thể của dòng máy bay chiến đấu F-35 Lightning II, được biết đến với khả năng cất cánh ngánh và hạ cánh thẳng đứng, làm tăng tính cơ động và phù hợp với đa dạng các nhiệm vụ trên không. Với tốc độ cao và khả năng tàng hình, F-35B có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tấn công hiện đại, đồng thời mang theo các loại bom tên lửa tiên tiến. Sự linh hoạt này cùng với khả năng tàng hình giúp cho F-35B trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược quân sự của NATO khi tính đến việc đối phó với các mối đe dọa và thách thức an ninh mới, nhất là kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022. Theo các nhà sản xuất Lockheed Martin, số lượng lớn F-35 tại châu Âu đang củng cố khả năng phòng thủ và tác chiến của NATO trên không, trên biển và trên bộ, đồng thời nâng cao sức mạnh và khả năng hợp tác của liên minh. Moscow úp mở về kẻ giật dây Ukraine tấn công sang Nga. Thưa quý vị, Moscow úp mở về thủ đoạn đứng sau giật dây Ukraine thực hiện cuộc đột kích xuyên biên giới và tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ. Dù Mỹ công khai tuyên bố không được Ukraine báo trước về đợt tấn công bất ngờ của Ukraine, Moscow có nhiều phát ngôn cho thấy cuộc đột kích của Ukraine chắc chắn sẽ nhận lại đòn đáp trả mạnh mẽ từ phía Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, Chúng tôi chắc chắn những kẻ lên kế hoạch và triển khai hành vi tội ác này, kể cả những kẻ giật dây từ nước ngoài sẽ phải chịu trách nhiệm. Quân đội Nga sẽ có đòn đáp trả mạnh mẽ. Trước đó, chỉ một ngày sau khi Ukraine mở chiến dịch tấn công bất ngờ vào Kursk ngày 6 tháng 8, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã gọi đây là hành động khủng bố và cáo buộc Mỹ chuyển vũ khí cho Ukraine tấn công vào các trường học, bệnh viện, khu dân cư tại Kursk, sát hại nhiều dân thường. Ông Antonov nhấn mạnh Ukraine không thể bao biện những hành động đó nằm trong phạm vi quyền phòng vệ chính đáng. Rõ ràng hành động khiêu khích của Ukraine tại Kursk có liên quan mật thiết đến tình hình quân đội Ukraine tại tiền tuyến. Những tuyên bố công khai của giới chức Mỹ và hành vi khiêu khích của chính quyền Kiev trên lãnh thổ của Nga là thực sự không thể chấp nhận được. Một lần nữa, giới chức Mỹ không hề chỉ trích Ukraine, cũng không bày tỏ tiếc thương các nạn nhân trong thảm kịch này. Ông Antonov chỉ trích. Đại sứ Nga tại Mỹ kêu gọi Mỹ ngừng ngay việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và một lần nữa khẳng định chủ quyền biên giới của Nga là thiêng liêng, không ai có thể chạy thoát khỏi đòn đáp trả của Nga. Nga đầu hàng, Ukraine bao vây hoàn toàn Sucha thuộc lãnh thổ của Kursk. Thưa quý vị, cuộc giao tranh ở khu vực Kursk đã diễn ra trong ngày thứ Sáu. Người Nga đã thông báo về một nỗ lực thành công mới của quân đội Ukraine nhằm đột phá. Bài báo của IBC Ukraine đưa tin về những diễn biến tại khu vực Kursk của Liên bang Nga tính đến ngày 12 tháng 8. Các nhà phân tích lưu ý rằng, nhìn chung tiến trình tiến quân của Ukraine vào khu vực Kursk đã chậm lại. Các trận chiến đi kèm với việc sử dụng vũ khí hỏa lực các cảnh quay về các đoàn xe của Nga bị phá hủy và pháo binh cùng xe cộ bị phá hủy đang được công bố trực tuyến theo kênh Telegram của Nga đưa tin trong ngày qua lực lượng Ukraine được cho là đã cố gắng tiến quân theo hai hướng vào khu vực làng Korenevo và khu vực định cư Lvov có những báo cáo trực tuyến cho biết quân đội Ukraine đã tiến đến tranh giới làng Snagod phía nam thành phố Korenevo và kiểm soát hầu hết tuyến đường giữa Korenevo và Sucha. Ngoài ra, một đoạn video được cho là ghi lại cảnh các chiến binh Ukraine ở làng Zervet, Likovo thuộc vùng Kurs cũng xuất hiện trên Internet. Những phóng viên chiến trường người Nga đã đưa tin về cuộc bao vây đồn trú tại thành phố Sucha. Các nhà tuyên truyền Nga viết rằng, ngay cả vào buổi sáng và buổi chiều, một cuộc tấn công thành công đã được thực hiện. Kết quả là quân đội Ukraine đã thiết lập quyền kiểm soát các ngôi làng mark novka và plekhovo và kiểm soát hỏa lực trên con đường cuối cùng đến sutsa từ khu vực bengorod do đó đồn trú sutsa hiện đang bị phong tỏa không thể xác nhận thông tin này vì Bộ Chỉ huy Ukraine không bình luận về tình hình ở khu vực Kursk. Ngoài ra, phương tiện truyền thông Nga và một số kênh quân sự đã công bố một nỗ lực mới của Ukraine nhằm đột phá ở quận Belovsky phía nam Sucha. Kênh quân sự của Nga tuyên bố rằng mọi thứ xung quanh khu định cư Belaya đều đã bị lực lượng Ukraine chiếm đóng. Ở quận Belovsky, một lữ đoạn mới của lực lượng vũ trang Ukraine đã được ghi nhận kiểm soát ở đó. Tuyên truyền Nga cho biết thêm, xe tăng và rất nhiều xe chở quân đang tiến đến họ đến từ nhiều hướng khác nhau. Xe tăng, binh lính Belarus rầm rộ tiến về biên giới với Ukraine, Kiev có mở thêm mặt trận. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Belarus đã công bố video cho thấy một số xe tăng chủ lực thời Liên Xô được vận chuyển bằng đường sắt belarus đồng minh thân cận của nga đã điều thêm quân tới tăng cường ở khu vực biên giới với ukraine vào cuối tuần qua sau khi cáo buộc máy bay không người lái của ukraine vi phạm không phận belarus trong quá trình lực lượng kiev tiến vào vùng kurs của nga bên cạnh đó xe tăng của một trong các lữ đoàn cơ giới thuộc lực lượng vũ trang Belarus cũng đang trên đường đến biên giới với Ukraine. URA News dẫn nguồn của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, theo nguồn thông tin trên, kênh Telegram chính thức của cơ quan này, các quân nhân đang tải thiết bị quân sự lên phương tiện chuyên chở đường sắt và bắt đầu hành quân tới các khu vực được chỉ định. Bộ Quốc phòng Belarus đã công bố video cho thấy một số xe tăng chủ lực thời liên xô được vận chuyển bằng đường sắt hiện vẫn chưa rõ mức độ củng cố lực lượng biên giới của Belarus ra sao và khi nào lực lượng mới sẽ đến khu vực triển khai. Trong một tuyên bố vào ngày 11 tháng 8, cơ quan này cho biết một phần lực lượng cơ giới Belarus đã được đặt trong tình trạng báo động. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Herenjin khẳng định các hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander và bệ phóng tên lửa Polonez cũng sẽ được đưa tới khu vực. Phát biểu tại một cuộc họp ở phía đông Belarus, Tổng thống Alexander Lukashenko nói rằng lực lượng phòng không Belarus hôm 9 tháng 8 đã phá hủy khoảng một tá máy bay không người lái của Ukraine sau khi các phương tiện này vi phạm không phận Belarus tại khu vực Mogilev giáp với Nga kênh truyền hình nhà nước Belarus One đã phát những hình ảnh mà họ nói là các mạnh vợ của máy bay không người lái bị bắn hạ. Bộ Ngoại giao Belarus đã triệu tập đại diện Ukraine và yêu cầu Kiev có các biện pháp bảo đảm sự cố như vậy sẽ không tái diễn, đồng thời tỏ ý rằng nếu Kiev vi phạm một lần nữa, thì Belarus sẽ cân nhắc xem liệu hiện diện ngoại giao của Ukraine tại Minsk có phù hợp hay không. Cơ quan này gọi những gì đã xảy ra là một nỗ lực nguy hiểm nhằm kéo Belarus vào cuộc chiến và nhấn mạnh rằng Rằng Belarus sẽ thực thi quyền phòng vệ và sẽ phản ứng phù hợp với tất cả những động thái gây hấn. Trao đổi với URA News, phó giáo sư kinh tế thế giới và chính trị quốc tế tại trường kinh tế cao cấp Andrei Sudansev cho rằng, Kiev sẽ không mở một mặt trận mới từ phía Belarus vì họ không đủ lực lượng. Ukraine hoàn toàn không cần phải mở một mặt trận thứ hai từ phía Bắc bởi họ cần lực lượng cho các mặt trận hiện tại, Sudantsev nói. Hãng thông tấn Anadolu dẫn nguồn Ukraine cho biết, tổng cộng khoảng 10.000 binh lính đang tham gia vào các cuộc giao tranh bên phía Kiev. Ông Sudantsev rất ngạc nhiên khi Kiev có thể tập hợp được một lực lượng lớn như vậy và họ đưa đến Kurs trong bối cảnh quân Ukraine đang phải dạng mỏng lực lượng ở nhiều mặt trận. gió đổi chiều ở mặt trận pokrovsky nga bắt đầu cảm thấy hậu quả khi lực lượng tốt nhất đã bị luân chuyển về lãnh thổ Quân xâm lược Nga bị đánh bại theo hướng Bogdowski Sekhi một sĩ quan của lữ đoàn bộ binh cơ giới, hóa biệt động số 59, được đặt theo tên của Hans Hansiuk đã thông báo về điều này trên sóng truyền hình Kiev 24. Ông Tchaikovsky nhấn mạnh, mọi nỗ lực tấn công kẻ thù đều không thành công. Theo ông, những trận chiến ác liệt nhất theo hướng Bogdowski đang diễn ra ở khu vực Novogorod, Dipka và Krodipka. Sĩ quan này nói thêm rằng Nga không từ bỏ kế hoạch tiến tới thành phố Pokrovsk, bất chấp mọi biến cố đang diễn ra xung quanh, bao gồm cả những gì đang diễn ra ở vùng Kursk. Sekhorsky lưu ý, nhiệm vụ của chúng tôi là khiến kẻ thù kỳ sức, Chúng tôi đang làm rất tốt. Đồng thời, số vụ pháo kích vào các vị trí của Nga đã tăng dần gấp đôi trong những ngày gần đây. Ngoài ra, thì Nga còn tung ra nhiều phương tiện không người lái với nhiều sự đổi khác nhau. Sĩ quan Ukraine nhấn mạnh, là cách khác, hiện tại các cuộc tấn công của bộ binh Nga trong khu vực của chúng tôi đã nhỏ hơn. Họ không có đủ nhân lực khi những lực lượng nòng cốt dường như đã được chuyển về mặt trận Kurs. Về vấn đề này, ông được hỏi liệu về mặt lý thuyết, liệu quân đội Nga có thể chuyển một phần quân từ hướng Bobrovsky đến Kuchina hay không. Sĩ quan Ukraine cho hay, có thông tin như vậy, chúng tôi đang xác thực. Tôi nghĩ ai cần thì sẽ báo, nhưng để nói rằng ở mặt trận chúng ta đã dễ dàng hơn thì không thể nói như vậy, vì kẻ địch vẫn rất nguy hiểm. Ông Tekoski nhấn mạnh, Nga hiện đang bị thương, như thể một con thú bị thương. Bạn biết đó, nó sẽ vùng lên trước khi chết, chỉ có thất bại đang chờ đợi chúng. Quân đội Ukraine sắp được tăng cường hàng chục xe tăng M1A1 Abrams từ Australia. Thưa quý vị, những chiếc xe tăng M1A1 Abrams mà quân đội Australia sắp cho nghỉ hưu nhiều khả năng sẽ được dùng để viện trợ Ukraine. Trang Defense Express nhận xét, một số lượng đáng kể xe tăng chiến đấu chủ lực MBT M1A1 Abrams đang nằm tại lục địa xanh, tức là tại Australia, về lý thuyết có thể được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine. Cụ thể, lục quân hoàng gia Australia đang cho ngừng hoạt động những chiếc M1A1 Abrams cuối cùng. Họ dự định thay thế chúng vào năm 2025 bằng phiên bản M1A2, SEP V3, Abrams tối tân hơn nhiều. Quá trình đặt hàng đã được thực hiện hồi năm 2022. Bộ Quốc phòng Australia thông báo vào cuối tháng 7 năm nay, chiếc xe tăng M1A1 Abrams cuối cùng thuộc trung đoàn kỵ binh hạng nhẹ. 2 trên 14 đóng tại căn cứ ở Brisbane đã chính thức nhận sổ hưu. Các xe tăng M1A2, SEP V3 dự kiến sẽ tiếp nhận sẽ được bố trí xa hơn về phía Bắc. Chúng sẽ nằm tại căn cứ Town Views. Thông tin trên đã được đề cập trong sách trắng do Bộ Quốc phòng Australia phát hành vào năm 2024. Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là số phận những chiếc MBT M1A1 Abrams vừa bị loại biên khi có thông tin cho biết Ukraine muốn nhận lại chúng khi đánh giá tình trạng kỹ thuật chiến thuật còn ở mức rất tốt. Tại thời điểm đầu năm 2024, lục quân Australia có trong biên chế tổng cộng 59 xe tăng M1A1 Abrams, chuẩn bị nhận xét Tương đối lỗi thời do đã được sản xuất từ lâu, điều này khiến Kiev lập tức tiếp xúc với mong muốn nhận lại Canberra loại biên. Tuy vậy, khi nhận yêu cầu, chính phủ Australia nhanh chóng nói rõ, về cơ bản vẫn còn một số vướng mắc, ví dụ như những chiếc xe tăng M1A1 Abrams đã ngừng hoạt động sẽ vẫn phải gửi sang Mỹ để sửa chữa rồi mới có thể cung cấp cho quân đội Ukraine. Ngoài ra, Australia muốn một lịch trình tuần tự, cụ thể là xe tăng mới từ Mỹ sẽ đến trước và chỉ khi đó mới tiến hành loại bỏ những chiếc Abrams cũ. Tuy nhiên, thực tế lại khác hẳn khi toàn bộ MBT thuộc biến thể M1A1 đã bị loại biên khi chưa có sản phẩm thay thế. Với những gì đã xảy ra, rất có thể sẽ xuất hiện một nguồn bổ sung khác cho đội hình thiết giáp của lực lượng vũ trang Ukraine thông qua những chiếc M1A1 Abrams đã ngừng hoạt động tại Australia. Sở dĩ có nhận định trên là bởi quốc gia châu Đại Dương này là một trong những nhà tài trợ nhiệt tình nhất đối với Ukraine. Họ đã cung cấp cho Kiev nhiều vũ khí hàng nặng như xe bọc thép và lựu pháo M-777 ngay khi cuộc chiến diễn ra. Việc chuyển nhượng vũ khí loại biên của Australia cho Ukraine chắc chắn cũng không gặp phải trở ngại nào từ Mỹ. Thậm chí Washington còn khuyến khích thực hiện bước đi trên. Số xe tăng M1A1 Abrams nói trên mới đưa cho ngừng hoạt động. Tình trạng kỹ thuật của chúng chắc chắn không thể kém hơn những chiếc chiến xa được Mỹ phục hồi từ sa mạc để giao cho Ukraine. Trong quá trình giao chiến, đã có một số xe tăng M1A1 Abrams của Ukraine bị phá hủy trên chiến trường, khi ép rất cần được bổ sung lực lượng nhằm chuẩn bị cho hoạt động phản công tiếp theo. Giới quan sát cho rằng 31 chiếc Abrams được Mỹ giao năm ngoái chỉ là đợt đầu nhằm giúp binh sĩ Ukraine làm quen phương tiện này, sau đó sẽ là những đợt viện trợ lớn như trường hợp xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chỉ trong vài tháng tới, các chiến xa M1A1 Abrams vừa được lục quân Australia cho nghỉ hưu sẽ hoạt động trở lại trên chiến trường Đông Âu xa xôi. Và thưa quý vị, thông tin hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btva.gmail.com một lần nữa đội ngũ htd news rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo